mến, chào các bạn hữu thân thương để trở lại với kênh. Hôm nay Minh Châu mời cả nhà cùng với Minh Châu đi chiêm ngưỡng cái tượng Phật cao nhất thế giới ở tại Nhật Bản. Mời cả nhà cùng với Minh Châu đi đến tỉnh Ibaraki để chiêm ngưỡng tượng Phật nhé. Ở đây là phía ngoài, vòng ngoài của tượng Phật đấy cả nhà. Chúng ta vào trong đây để tìm chỗ mà đậu xe để mà vào trong chiêm ngưỡng. Cái bãi đậu xe này du khách tới để mà chiêm ngưỡng cái tượng Phật đó cũng đông, phải không cả nhà? Xe đậu cũng rất là nhiều. Cái tượng Phật Ushiku Daibutsu lớn nhất thế giới ở trong những cái điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo mà khách thập phương từ các nơi bản xứ cũng như là ở các nơi đến du lịch. Bãi đậu xe này đậu không có tính tiền nha cả nhà, nhưng mà giao cửa thì tính tiền. Minh Châu mời cả nhà cùng vào cửa để chiêm ngưỡng tượng Phật ha. Ở phía ngoài cũng có hoa bung nở rất là đẹp. Minh Châu mời cả nhà vào nơi đây. Ushiku Daibutsu là một trong những cái tượng Phật cao nhất thế giới, nằm ở tỉnh Ibaraki ở Nhật Bản. Đây là những cái hình ảnh giới thiệu về cái tượng Phật và cái bản đồ để chúng ta đi biết ở trong công viên nó đi đến chỗ nào có gì. Ở trong đây đó có bán bánh, kẹo, kem, rồi nước uống, rồi những đồ lưu niệm. Đây là những bánh kẹo mà thuộc cái địa danh ở Ibaraki đó cả nhà. Đây người ta ngày thường mà người ta cũng đi vào cũng khá đông. Bãi đậu xe đậu ở ngoài đó cũng gần đầy hết rồi. Và đây có cái quầy bán kem này cũng ngon lắm đó cả nhà. Chúng ta vào đây để mà mua vé vào cửa. Thì vào cửa mà để xem toàn phần ở bên trong cái tượng Phật đồ này kia đó, trẻ em từ 13 tuổi trở lên thì giá vé 800 yên là mình vào xem, đi vòng vòng công viên rồi vào xem ở bên trong cái tượng Phật. Còn nếu mà trẻ em thì từ 12 tuổi, từ 4 tuổi tới 12 tuổi thì 400 yên. Còn nếu mà chúng ta đi vòng vòng ở ngoài công viên không đó thì người lớn 500, trẻ em 300. Ở đây đó thì nó mở cửa suốt 365 ngày, từ tháng 3 đến tháng 9. Mở cửa vào ngày thứ hai cho tới thứ sáu thì 9h30 cho tới 15h, 17h chứ. Còn ngày thứ bảy chủ nhật ra thì và ngày lễ thì nó mở 9h30 cho tới 15h30. Riêng đặc biệt là tháng 10 đến tháng 2, vì cái mùa này là bắt đầu lạnh rồi cả nhà, nên họ mở cửa ngày thường cũng như ngày lễ từ 9h30 tới 16h30 thôi. Bởi vì mùa này đó là mùa tháng 10 tới tháng 2 đó là bắt đầu lạnh rồi, trời nó mau tối nữa. Cái công viên này nó rộng lớn lắm cả nhà, tới 10.000 mét vuông, và nó có nhiều bông hoa bung nở tùy mùa. Mỗi mùa thì có một loại hoa bung nở khác nhau. Như hôm vừa rồi thì giữa tháng 3 tới tháng 4 đó thì có hoa Sakura Anh Đào. Bây giờ thì Sakura Anh Đào nó rụng hết rồi, chỉ còn lá. Cả nhà thấy tượng Phật không? Tượng Phật này cao tới 120 mét, và nó có cái trọng lượng là 4.000 tấn. Cái lòng bàn tay của Phật đó, cái tay trái của Phật đó, là 18 mét. Chiều dài của mặt của Phật đó là 20 mét. Chiều dài của mắt là 2,5 mét. Chiều dài cái miệng đó thì là 4 mét. Chiều cao của cái mũi đó là 1,2 mét. Chiều dài của cái lỗ tai đó là 10 mét. Còn cái ngón trỏ đó thì 7 mét. Rộng lớn, mát mẻ, bông hoa bung nở tùy theo mùa. Và cái công viên này đó là 365 ngày, ngày nào công viên cũng mở cửa hết. Cái vé vào cửa đó thì từ 13 tuổi trở lên đó, đi vòng vòng ở ngoài công viên đó là 500. Còn từ 4 tuổi đến 12 tuổi đi vòng vòng ở ngoài công viên đó thì là 400 yên. Còn nếu mà chúng ta đi vào tham quan toàn bộ các phần bao gồm ở bên trong tượng Phật đó, thì từ 13 tuổi trở lên là 800 yên. Còn từ 4 tuổi tới 12 tuổi trở lên đó, thì 400 yên. Hôm nay thì cái video này đó thì Minh Châu chia sẻ, mời cả nhà ngắm xung quanh cái công viên một chút xíu. Rồi cũng có cái ao cá, ao cá rất là rộng lớn. Cái nhà xem đó, tượng Phật cao ghê chưa. Minh Châu cảm ơn cả nhà đã đồng hành với Minh Châu đi ngắm cái tượng Phật cao nhất thế giới tại Nhật Bản. Phần video kế tiếp thì Minh Châu sẽ mời cả nhà đi vào phía bên trong bên trong lòng của tượng Phật. Video của Minh Châu cũng khá dài, Minh Châu xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Nếu thấy cả nhà thấy video hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho Minh Châu. Xin một like để Minh Châu có động lực làm tiếp video khác cho cả nhà xem nhé. Trước khi dứt lời, Minh Châu chúc cho cả nhà chúng ta có nhiều sức khỏe, an bình, hạnh phúc, nhiều may mắn trong cuộc sống và thành công trên mọi lĩnh vực. Ok, video của Minh Châu đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại video kế tiếp. Bye bye.